xin chào các anh em. Nay bên mình lên thùng B33NM cho xe Novo FI. Đây là chiếc thùng vừa mới lên kệ của Givi vào tháng 6 2022 này các bạn nhé. Dáng vuông. Thùng dung tích 33 lít. Rất là đẹp ạ. Thiết kế với diện mạo mới mẻ. Và các anh em mà đang có nhu cầu lắp thùng thì có thể tham khảo mẫu này. Hiện tại bên mình có sẵn. Anh em ghé qua 175 Đặng Tiến Đông. Địa chỉ bên mình đây, 175 Đặng Tiến Đông. Có sức chứa một mũ bảo hiểm full face và quần áo mưa hoặc một số đồ cá nhân khác. Anh em có nhu cầu thì ghé qua ủng hộ shop mình nha. Cảm ơn anh em.